lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Phàn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo. Theo tử tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê. Trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật bật thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khải bật Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Ma Đề Ba Đạt Đa thứ 12 và Phẩm Trì thứ 13. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu, để hoàng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lần tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tổ hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cùng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật.
Chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập mọi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm ma đại nha lễ người Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na chư Phật. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na hiền na thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơn sâu muôn lời thành bảy cuốn na dòng chưa đừng vô biên nghĩa màu, trong có nước cam lô diên nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu
pháp liên hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người: Bốn chúng ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh pháp hoa không có lưỡi mỏi, trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương. Phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thôi chuyển vị muôn đầy đủ sâu pháp ba la mật, nên siêng làm việc bố thí lòng không lẫn tiếc. Bố thí voi ngựa bày vào nước thành vợ con tôi tớ bạn bè cho đến đầu mắt tùy óc thân thịt tay chân chẳng tiếc thân mạng. Thừa đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng vua vì mến pháp nên tôi bỏ ngôi vua giao việt trì nước cho thái tử đánh trống giao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ, khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói vui mừng hớn hở liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái gánh nước hoặc lượm củi nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi thở đó theo phụng thờ vì tiên nhân. Trải qua 1.000 năm vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Ta nhớ kịp quá khứ vì cầu pháp đại thừa dầu làm vị quốc vương chẳng ham vui ngũ dục đánh chuông giao bốn phương. Ai có pháp đại thừa nếu vì ta dạy nói thân sẽ làm tôi tớ, giờ có tiên trưởng thọ đến thưa cùng đại vương. Ta có pháp nhiệm màu trong đời ít có đăng, nếu có thể tu hành ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói xanh lòng rất vui đẹp liền đi theo tiên nhân cung cấp đồ cần dùng lượm củi và rau trái theo lời cung kinh dâng lòng ham pháp đại thừa. Thân tâm không lười mỏi khắp vì các chúng sanh siêng cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình cùng với vui ngũ dục nên giàu làm vua lớn siêng cầu đặng pháp này. Do đó đặng thành Phật nay vẫn vì ông nói Phật báo các thi khéo sang thơ ấy. Vua đó thời chính là thân ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sâu pháp ba la mật. Từ bi hỷ xả 32 tướng tốt, 80 món đẹp thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở uy, 4 món nhiếp pháp, 18 pháp bất công thần thông đạo lực thành bậc đẳng chân giác rộng độ chúng sinh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Bất bảo hàng tư chúng qua vô lượng kiếp về sau ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đặng thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Ứng cũng chân biến tri minh hạnh túc thiên thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó Thiên Vương Phật chủ ở đời 20 chung kiếp rộng vì các chúng sinh mà nói pháp mẫu hằng hà sa chúng sinh đẳng quả A La Hán.
hàng chúng sinh phát tâm duyên giác, hàng hà sa chúng sinh phát tâm vô thượng đạo đẳng, vô sanh nhân đến bậc bậc thoái chuyển. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập niết bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 chung kiếp, toàn thân xá lợi dựng tháp bằng bảy báu, cao 60 do tuần ngang dọc, 40 do tuần ngang ngang trời. Nhân dân đều đêm hoa đẹp, hương bột hương xoa hương đốt, ni phục chuối ngọc trang phang, lòng báu ký nhạc ca tùng đề lê lạy cúng dường. Tháp đẹp bằng bảy báu đó, vô lượng chúng sinh đẳng quả A La Hán, vô lượng chúng sinh ngộ Bích Chi Phật. Bất khả tư nghi chúng sinh phát tâm Bồ Đề, đến bậc bậc thoái chuyển. Đức Phật bảo các tỳ kheo sống đời vì lại, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh diệu pháp liên hoa, Phẩm Đề Bà Đạt Đa sinh lòng trong sạch, kinh tin chẳng sinh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh được sinh ở trước các đức Phật. Trong mười phương cho người đó sinh ra thường được nghe kinh này, nếu sinh vào cõi nhân thiên thời hương sự vui rất tăng diệu, nếu sinh ở trước Phật thời từ hoa sen hóa sinh. Bây giờ ở hạ phương vị Bồ Tát, theo hầu Đức Đa Bảo Như Lai tên là Chi Tích Bạch. Bởi Đức Đa Bảo Phật nên trở về bổn quốc, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Chi Tích rằng: Thiện nam tử chờ giấy là cõi đây có Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bổn độ. Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, càng vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báu từ nơi cung rồng. Ta kiệt lá trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thiếu từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật đầu mặt kinh lấy chân ai. Đức Phật làm lễ xong qua chỗ Chi Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía ngài Chi Tích. Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài qua cung rồng hoa độ chúng sinh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lương được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh Thiếu trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của ngài Văn Thù Sư Lợi, hoa đồ đủ hành Bồ Tát đều chung luận nói sáu pháp ba la mật, những vị mà trước kia là thánh văn ở giữa hư không nói hành thánh văn này đều tu hành nghĩa không của đại thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với ngài Chi Tích rằng: Tôi sao hoa ở nơi biển Việt đó như thế? Lúc mấy ngài Chi Tích Bồ Tát nói kê khen rằng: Đại Chi Đức mạnh mẽ hoa độ vô lượng chúng nay nay trong hội lớn này, và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thật tướng mơ bày pháp nhất thừa rộng độ càng chúng sinh khiến mau thành Bồ Đề. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Ta ở biển Chí Thượng Tuyên nói kinh diệu pháp liên hoa. Ngài Chi Tích nói ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Kinh này rất sâu vi diệu, là bao trong các kinh trong đời rất ít có. Vậy có chúng sinh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau đăng thành Phật chẳng ai? Văn Thù Sư Lợi nói: Có con gái của vua rồng ta kiệt là mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí nguệ khéo biết các căn tánh hành
nghiệp của chúng sanh. Đẳng pháp tổng trì các tạng pháp kín rất sâu của các Phật nói đều có thể thọ trì. Sâu vào thiên đình rõ thâu các pháp trong khoảnh sát na phát tâm Bồ Đề đẳng bậc bất thoái trên biển tài vô ngại thương nhớ chúng sinh như con đò công đức đầy đủ lòng nghĩ miệng nói pháp nhiễm màu rộng lớn từ bi nhân đức khiêm nhường ý chí hòa nhã nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Chí Tịnh Bồ Tát nói rằng tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp lâm những anh khổ khó làm chưa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề chưa từng có lúc thôi dứt. Tôi xem trong cõi tam thiên đại thiên nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hột cái mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sinh. Vậy sao mới đang thánh đạo Bồ Đề trắng tiên long nữ đó ở trong khoảng giây lạc chứng thành bậc chánh giác nói luận chưa xong lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía nói kệ khen rằng thấu rõ tương tội phương khắp soi ca mười phương pháp tân tịnh vĩ diệu đủ 30 ai tường dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân trời người đều kinh ngưỡng Long Thân Thầy cung kính tất cả loài chúng sinh không ai chẳng tôn phụng lại nghe thành Bồ Đề chỉ Phật nên chứng biết tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sinh. Bây giờ ngài xá lời Phật nói với Long Nữ rằng người nói không bao lâu chừng đằng đạo vô thường việt đó khó tin vì sao vì thân gái như huế chẳng phải là pháp khí thế nào có thể đằng thành vô thường chánh giác. Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chưa nhóm công hành tu đủ các độ vậy sau mới thành được. Lại thân gái còn có năm điều trường một chẳng đặng làm phàm thiên vương ai chẳng đặng làm đê thích ba chẳng đặng làm mã vương bốn chẳng đặng làm chuyện luân thánh vương năm chẳng đặng làm Phật thế nào thân gái đặng mau thành Phật lúc đó nông nữ có một hột châu báu giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy Long Nữ nói với Chí Tịnh Bồ Tát cùng tôn giả xa lời Phật rằng tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn nạp thọ việt đó có mau chăng đáp rất mau nông nữ nói nay sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó đương lúc đó cả chúng hội đều thấy nông nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đồ anh Bồ Tát liên qua cõi vô cấu ở phương nam ngồi tòa sen báu thành bậc đẳng chánh giác đủ 30 ai tương tốt 80 món đẹp khắp vì tất cả chúng sinh trong mười phương ma diễn nói pháp màu khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thanh văn rơi rồng bát bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy Long Nữ kia thành Phật khắp vì hàng nhân thiên trong ngồi đó mà nói pháp sinh lòng vui mừng đều xa kinh lạy vô lượng chúng sinh nghe pháp tòa ngô đẳng bậc bậc thoái chuyển vô lượng chúng sinh đang lãnh lời thọ ký thánh Phật cõi vô câu sâu điệu vang động cõi ta bà 3.000 chúng sinh trụ bậc bất thôi 3.000 chúng sinh phát lòng Bồ Đề mà đang lãnh lời thọ ký Chí Tích Bồ Tát và ngài xa lời Phật tất cả trong chúng ngồi yên lặng mà tin nhận đó kinh
diệu pháp liên hoa phẩm trí thứ 13 lúc bây giờ ngài Dược Vương Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt đồ, chúng con sẽ phụng trì đọc tùng nói kinh điển này, đời ác sau chúng sanh càng lành càng ít nhiều. Kẻ tăng thượng mạn tham lợi dương cung dường, thêm lớn căn trắng lành xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giao hóa chúng con sẽ khởi sự nhận lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đặng thọ ký đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thể nguyện ở nơi cõi khác giống nói kinh này, lại có bậc ngọc và vô ốc 8.000 người đã đặng thọ ký đồng, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về phía Phật nói lời thề rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác giống nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước ta bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạn công đức can mong dân ơn rua, vậy tâm không chân thật khi đó gì của Phật là Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni cùng chung với bậc ngọc và vô ngọc Tỳ Kheo Ni 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt trắng tạm rời bấy giờ. Thế Tôn, bao kiều đảm di cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Tâm người toàn cho rằng ta chẳng nói đến tên người để tỏ ký thanh vô thường chân đặng chân giác ư? Kiều đảm di ta trước tổng nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký này, người muốn biết thọ ký đó đời tương lai sau người sẽ ở trong pháp hồi của 6.000.000 ức Đức Phật làm vị đại pháp sư, và 6.000 vị ngọc vô ốc Tỳ Kheo Ni đều làm pháp sư, người lần lần đu đạo hành Bồ Tát như thế sẽ đáng thành Phật hiệu là Nhất Thiết chúng sinh hỷ kiến Như Lai ưng cùng tranh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điêu ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn kiều đàm di đức Nhất Thiết chúng sinh hỷ kiến Phật đó, và 6.000 Bồ Tát tuần tự tỏ ký đăng đạo vô thượng tranh đàng tranh giác. Bây giờ mẹ của La Hầu La La Bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng: Thế Tôn, ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phật bảo Bà Gia Thâu Đà La: Ngươi ở đời sau trong pháp hội của 100.000 muôn ức Đức Phật tu hành Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi thiên quốc, sẽ đăng thành Phật hiệu là Cụ Thúc Thiên Vàng Quang Tướng Như Lai ứng cung tranh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp, lúc đó Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và Bà Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng đặng việt chưa từng có liền ở trước Phật mà nói kể rằng: Đấng Thế Tôn đã
đạo sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ. Các vị tỳ kheo ni nói kể đó rồi bạch Phật rằng, chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác dòng tiên nói kinh này. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn tâm mười muôn ức na do tha vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là bậc bất thoái chuyển, chuyển pháp luân bất thoái đẳng các pháp tổng trì liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật một lòng chắp tay mà nghĩ rằng, nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy dòng tiên nói pháp này. Càng vì đó lại nghĩ nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào. Lúc đó các vị Bồ Tát kinh thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện bèn nữa trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thề nguyện: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sinh biên chép kinh này thọ chỉ đọc tụng giải nói nghĩa đó, nghi nhớ chân chính đúng như pháp mà tu hành như thế đều là sức oai thần của Phật. Cúi mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho tức thời các vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kể rằng: Cúi mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ trong đời ác ghê sợ chúng con sẽ giọng nói có những người vô trí lời ác mắng rủa thay và dao gậy đánh đập chúng con đều phải nhân tỳ kheo trong đời ác chi ta lòng rủa vây chưa được nói đã được lòng ngã màn giấy đầy hoặc người mặc áo nạp lặng lẽ ở chỗ vắng từ nói tu chân đạo khinh rẻ trong nhân gian vì ham ưa danh lợi nói pháp cho bạch ý được người đời cung kính. Như lùng thong lá hán người đó ôm lòng ác thường nghĩ việc thế tục giả danh nha liền nhà ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này các bọn tỳ kheo này. Vì lòng tham lợi dương nói luận nghĩa ngoại đạo tử làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muốn phá chúng con đến quốc vương quang lớn Bà La Môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con đó, đó là người tà kiến nói luận nghĩa ngoại đạo chúng con vì kính Phật đều nhận các ác đó bị người đó khinh rằng các người đều là Phật. Lời khinh man dường ấy đều sẽ nhấn thọ đó trong đời ác kiếp trượt nhiều các sự sơ xét quy dư nhập thân kia măng rúa huy nhục con chúng con kính tin Phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục vì để nói kinh này nên nhẫn các việc khó con chẳng mến thân mạng chỉ tiếc đạo vô thường chúng con ở đời sau chỉ lời Phật dặn Thế Tôn tự nên biết tỳ kheo ác đời trượt chẳng biết Phật phương tiền tỳ cơ nghi nói pháp châu mày nói lời ác luôn luôn bị xua đuổi xa rời nơi chùa tháp các điều ác như thế nhờ lời Phật dặn bảo đều sẽ nhân việc đó các thành nhập xóm làng kia có người cầu pháp con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn con là sứ của Phật ở trong chúng không sợ con sẽ khéo nói pháp xin Phật an lòng ở con ở trước Thế Tôn mười phương Phật đến nhóm phát lời thế như thế Phật tự do lòng con kính.
diệu pháp liên hoa quyển thứ tư, ôm cháu đi làm thuê mướn, đặng chút nít cho là đủ nơi cao nguyên đạo riêng chỉ cầu suối sâu thắp báu vọt lên giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói pháp màu ý khẩn cầu. Nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát, nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát, nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát. Năm trăm đệ tử tỏ ký chứng quả Phật tập Phật đa bao vột ra trước ngài nhào thuyết nói căn nguyên vì pháp cầu thầy hiền nghe diễn kinh diệu liên. Nam mô quá khứ đa bảo Phật, nam mô quá khứ đa bảo Phật, nam mô quá khứ đa bảo Phật. Kinh tam điều giác ngộ của bậc đại nhân A La người đệ tử Phật, ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, ra dối không có chủ. Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, tham muôn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi. Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến trì túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lưỡi biếng phải xả đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phụng cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ mà thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lối cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dấu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và phạm khi, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo thành đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niềm
diệt được vô lượng tội, thăng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt ăn đường sinh tử, thường an trú tịnh nhớ lạc. Tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thân Tăng Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu nói lời thân tình xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa chủ thế xa bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhà của các đấng Như Lai, phổ độ khắp cả quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lần tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm, gia quyến an khang lòng tín nơi Tam Bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dẫn quân du kích tử về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc đổ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ, tin sâu Tam Bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất, các nạn nước do biển đồng và lũ quét, lụt lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các trung hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việt ác hộ trì việt thiền, phát tâm Bồ Đề hộ trì Tam Bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hành Bồ Đề, truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu trang nghiệt, mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam các thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt sạch nhà. Nam mô Phật
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhân, nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ời, nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật ơi, nguyện cho chúng ma sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi, phát tâm vô thường. Từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng ma sinh người thâm nhập kinh tạng người trí tuệ như biển. Tự quy y tăng người nguyện cho chúng ma sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết na thảy không ngại.